Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ráp một cái bốc sạc dự phòng Mica dung lượng là 25.000 mAh, dùng những cell pin 26650 này, mình dùng 5 viên. Đây 26650 5.000 mAh. Cái bộ này được bán bởi bên chú Văn Phúc nhé, ở trên group của mình. Tí mình sẽ đưa anh em link để anh em mua. Đây chọn bộ của nó sẽ là cái bốc Mica mấy phun ốc này, cái này chú Văn Phúc chú thiết kế và tự cắt này, 5 cell pin 26650, một mạch sạc dự phòng sạc nhanh quick charge 3.0. đây để mua cái bộ này các bạn truy cập vào web của mình kênh sáng tạo.com này. Đó, ở dưới này sẽ có Facebook group, các bạn truy cập vào nhá, nó sẽ vào cái group hỗ trợ chuyên hỗ trợ ở cái kênh YouTube của mình. Chỗ tìm kiếm này các bạn chỉ cần ghi là Văn Phúc 26650 nha, là cái chú bán mấy cái pin Văn Phúc 26650. Đó anh em nhìn kỹ nha, các bạn bấm tìm kiếm phát là sẽ ra. Đó khi các bạn tìm kiếm này, đây nó sẽ ra cái bài chữ Phúc bán, các bạn bấm một phát là xong đấy. Rồi cái combo nhá, bốc này và 5 viên pin là giá 620.000 này, nguyên bốc với mạch này không có pin là 220. Có số điện thoại này, có link Shopee cho anh em. Đó, hôm nay mình bảo lấy một bộ đây. Nhưng mà ship nhanh thật, có 2 ngày đến nơi thôi, có cái để làm rồi. Rồi, đầu tiên mình sẽ bóc hết cái này nha. Sau đó chỉ cần gắn vào là xong nha ạ. Đấy, lần này ốc chắc chắn là đủ rồi. Cái lần trước ốc ngắn quá nha. Không biết lần này đã chuẩn chưa. Lần trước cái bộ của ông Phúc này, cái pin 18650 nó bị lệch hết chỗ này. Mình sẽ thử lại xem nào. Dạ vâng anh ạ. Lần này khít gì gì rồi. Đó, tất cả nó đã sang đây. Cái nút nhấn này không có à? Cái lần trước đã phải dùng cái cây chọt chọt rồi. Lần này không có luôn anh em ạ. Đã phải tìm con ốc để gắn vô, con này dài quá. Con này ổn anh em ạ, có lẽ hơi dày, phải mài một tí thôi. Vừa đây ạ. Rồi mình đã mài qua nó, chắc là ổn rồi. Anh em nào mà mua nhá, nhớ dặn ông đấy là kiếm cho con ốc như thế này và bắt ông ấy mài như này luôn nhá. Đó, cái này chứ. Rồi, mình sẽ đi hàn pin này vào đó nha. Cái máy hàn cell vừa chế hôm nọ đây, hôm nay mình có cơ hội để test.
À đây, tiện nói nhanh nha. Cái kìm cắt này hôm nọ vừa mua được mấy chiếc kìm Mỹ Suron này. Mình sẽ cắt xong đã. Ý, nhìn thấy cắt sướng không? Đấy, không biết là thật hay nhái nữa. Nhưng mà cái này là mua của ông Mod mình. Chú em chú bán hàng bãi Mỹ nhá, đâu nhỉ? Đây, nói về kìm thì là từ đó. Đây, trước kia dùng mấy cái này anh em ạ. Ôi xồ, cứ cắt là gãy. Hôm nọ mua được cái này, mình thấy ông ấy bán rẻ quá, làm 5 chiếc về dùng dần. Đó. Từ đó có cái chỗ hôm nọ mình xem thấy made in USA đâu ta? Đây phải. Đây rồi. Đó, made in USA này là Mỹ anh em ạ. Con này cắt chắc là ngon đấy, có thể dùng một thời gian xem đã. Đây, tiện 10 giây quảng cáo cho anh em luôn. Facebook group này vẫn như nãy nha. Và kênh Trang Tạo Com và Facebook group. Đó, chỗ tìm kiếm các bạn chỉ cần gõ là Vũ Long Kỳ Mỹ, là cái ông này bán kỳ Mỹ này. Đó, Vũ Long Kỳ Mỹ nha. Tìm kiếm này. Đó chính là ông này anh em ạ. Chú ở Bình Dương. Đây. Bán một lô luôn. Có 40.000 một cái đây anh em ạ. Mua 2 chiếc sẽ là 70.000 thì là 35.000 một chiếc. Hôm mình làm 5 chiếc luôn. Cắt phê thôi đấy. Không biết cắt thời gian sau thế nào nhưng mình cứ thử dùng đã. Nhưng mà giá cũng rẻ thôi. Với cái kìm Mỹ này. Anh em nào mua thì có thể truy cập trong đấy nhá. Cứ tìm cho đấy có số điện thoại luôn đấy rồi. Thôi, chuyển tiếp đây. Ê, anh em thấy hàn phê không? Rồi, test máy bằng cái cục pin 26650 này, chuẩn bài quá. À quên mất nhá, anh em nào mà không có máy 26 pin ấy, có thể bảo luôn cái shop là Văn Phúc nhá, chú Phúc ấy, chú hàn luôn cho. Nhưng mà đa số anh em là thích hàn này cho vui này. Đấy, chỗ này là battery cộng này, chỗ này là trừ, là cực âm và cực dương của pin nhá. Rồi, vậy đã xong. Mình sẽ lắp nốt cái bước còn lại nhá. Như vậy đã hoàn thiện hết rồi anh em ạ. Đó, bây giờ để kích hoạt nhé, các bạn sẽ cần sạc vào bất kỳ cổng tai C này hoặc micro USB này là sẽ được. Nó sẽ có hai cổng out, một cổng out là 5V 3A là mắc 3A nhé, còn một cổng là có thể 5V 3A này, 9V 2A và 12V 1.5A. Nó sẽ theo cái dòng sạc của các bạn cần nhận nhé. Ví dụ như sạc của các bạn có thể sạc nhanh được, nó sẽ chuyển vào cái dòng 9V hoặc 12V. Samsung logo cái đó nhá. Đây mình sẽ sạc vào để kích hoạt nó lên. Đó. Cái màn hình này ngoài nhìn bình thường lắm nhỉ. Ở trong này số hình trên dây của nó khác nhau nên nó nháy nháy vậy thôi. Mình sẽ tắt thử bớt đèn xem nào. Đấy, tầm này đã ổn rồi. Nó không nháy nháy nữa. Đúng bài nhỉ. Rồi, bây giờ mình sẽ test sạc nhá. Các bạn mà muốn dùng cái chức năng sạc nhanh ấy, thì điện thoại của các bạn phải hỗ trợ sạc nhanh nhé.
Đây, hiện tại nó đã chuyển qua cổng 9V 2A. Quick charge 3.0. Mình sẽ test thử cái số volt và ampere của nó anh em nhé, bằng cái USB test này. Đấy, hiện tại đang là 9,04V, 1,6A này. Đó, ở đây đang báo là 9V 2A. Tại vì cái số này nó là mặc định nhỉ, nó không thể nào nhảy được. Hiện tại điện thoại mình đang cần ăn dòng 1,6A. Thường thường nhé, các bạn là muốn test cái ampere của nó mà mắc cái dòng sạc này, các bạn phải để điện thoại của các bạn gần cạn pin đó, thì lúc đấy nó mới ăn thật nhiều. Của mình đang là 80% mất rồi, 90 rồi. Thế nên là nó không thể nào biết được là nó ăn cần bao nhiêu. Nhưng mà sạc cái này cũng nhanh rồi nha, chuẩn rồi đó. Rồi. Như vậy, hôm nay chúng ta đã ráp xong cái bộ sạc dự phòng 25.000 mAh pin 26650 nha. Các bạn có thể ủng hộ chú Văn Phúc bằng cái chỗ này mình hướng dẫn đấy. Hẹn gặp lại anh em video sau.